Nhưng làm sao thằng nhóc nó có thể biết được điều này? Còn phải nói, Conan không phải là một đứa trẻ bình thường như anh nghĩ đâu. Trong khi người lớn chúng ta ngồi đây lúng túng không biết phải xử trí ra sao, thì thằng bé lại bình tĩnh ứng biến. Đặc biệt, kể từ khi ông ấy dẫn theo cậu bé thông minh đó thì càng xuất sắc hơn nữa. Cậu bé đó có thể sẽ bảo vệ được báo vật. Tên của cậu nhóc đó chính là Edogawa Conan. Là cô Nam. Hãy nghe, đừng có chút đúng là nóc mà. Chú là tên giết người sao? Có đúng vậy không? Là đã không, đúng là vậy không? Như là cô để hỏi đúng chẳng thiệt. Thằng mình bao đầu chắc là vậy. Cô là kẻ cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi, chú thật sự là kẻ giết người sao? Chẳng thì thở thẳng 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 thẳng. Anh đã nói đến Conan đó. Phải rồi, cậu bé đó là Edogawa Conan. Chỉ cần cậu ta nói mấy câu thì vụ án nào cũng đều giải quyết được hết. Hình như tôi cũng có một vụ được xử lý như vậy đó. Cái vụ của tôi cũng được giải quyết khi anh đi vậy hả? Thì ra mọi người đều gặp chuyện đó. Thật ra thì những vụ của chúng tôi cũng được giải quyết như vậy. Cậu xin đi chơi.